Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Có lẽ cái thời điểm video này ra mắt thì chúng ta đã có thể mua được CPU thế hệ 10 của Intel rồi. Mà muốn mua CPU thế hệ 10 của Intel thì chúng ta phải sử dụng một cái mẫu các mẫu bom hệ chủ mới thì đúng hơn. Thì bởi vì socket thay đổi mà, từ 151 V1 V2 bây giờ lên LGA 1200 rồi. Thì ở đây mình đang có mẫu bom hệ chủ Z490 Aorus Elite Gaming, và mức giá của bom hệ chủ này nó sẽ rơi vào khoảng độ gần 6.200.000 đồng. Vậy thì với 6.200.000 đồng thì các bạn sẽ làm được những gì? Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng một CPU, đó chính là Core i7-10700K để cắm lên mẫu bom hệ chủ này. Tuy nhiên một chút nữa mình sẽ nói kỹ về CPU. Bây giờ thì mình sẽ nói về phần bom hệ chủ trước đi. Thì với cái mức giá 6.200.000 như vậy ấy, thì về ngoại hình thiết kế không có điều gì phải bàn cãi cả, cực kỳ đẹp luôn, đầy đủ các cổng kết nối các bạn mong muốn. Như ở mặt sau các bạn có thể thấy được 10 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI. Tức là với 10 cổng USB Type-A đấy thì các bạn hoàn toàn có thể cắm đủ các thể loại trên đời vào, cắm chuột, mic này, xong ti tỉ các ổ cứng nữa. Mình nghĩ với các nhu cầu một người sử dụng thông thường ấy thì sẽ không thể sử dụng hết được cái đống cổng kết nối này đâu. Còn đối với những người dùng nó hardcore một tí thì chắc là vẫn hết đấy. Cái này thì tùy mỗi người thôi. Cùng với đó là rất nhiều các cổng âm thanh, các bạn có thể cắm ra bao nhiêu bộ loa hay là cái tai nghe nào đó thì hợp lý đều được hết. Mình thì là một người dùng bình thường thôi nên có cổng cắm tai nghe đã hợp lý rồi. Thì về khả năng cấp điện cho mẫu CPU ở trong cái main này thì rất ấn tượng khi Gigabyte đã trang bị hai cổng cấp nguồn, một cổng 8 pin, một cổng 4 pin. Cùng với đó là 12 phê điện cấp nguồn cho CPU và một phê điện cấp nguồn cho GPU. Thực tế ra để mà nói thì mình thấy cái thiết kế này nó có thể chịu được cho cả CPU Core i9-10900K. Tuy nhiên hiện tại thì mình vẫn chưa có CPU Core i9-10900K ở đây, mình mới có được Core i7 thôi. Cho nên thì mình sẽ cắm i7 vào để test thôi. Ngoài ra thì các bạn sẽ có 4 khe RAM được bọc thép. Với 4 khe RAM này các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp tối đa là 128GB. Một dung lượng hấp dẫn đúng không? Bây giờ như kiểu bình thường, những người dùng bình thường ấy chỉ dùng có 16GB thôi. Mà đây 4 khe 128GB quá là hợp lý. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe HDMI. Với 2 khe ở bên dưới thì chúng ta sẽ có tản nhiệt, còn khe trên cùng thì không có tản nhiệt. Cái này thì có thể là ý đồ của bên phía của Gigabyte đấy. Bởi vì Gigabyte bán rất nhiều các loại SSD có sẵn tản nhiệt luôn. Cảm ơn khe trên cùng này, quá tuyệt vời, quá đẹp, đồng bộ LED RGB luôn. Không có lẽ do mình nghĩ ra thế thôi, không biết thực tế thì không biết như nào đâu. Rồi, thì mình sẽ nói một chút về phần CPU đi. Thì ở đây là CPU Core i7-10700K 8x16 luồng, xung nhịp cơ bản là 3.8GHz và xung nhịp turbo boost tối đa đơn nhân có thể đạt được là 5.1GHz. Tức là về lý thuyết nó còn vượt mặt cả Core i9-9900K. Đúng rồi đấy, vượt mặt luôn. Với các thế hệ trước ấy, là Core i9-9900K thì mình phải khẳng định một điều luôn, nó giống cái lò thực thụ luôn, nó cực kỳ nóng. Còn sang đến phiên bản Core i7-10700K này thì nhiệt độ của nó đã mát hơn rất nhiều rồi. Còn mát hơn như nào thì một chút nữa thì mình sẽ nói kỹ. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần vỏ hộp. Thì đây là vỏ hộp của thế hệ 10, một thiết kế mới. Đây là vỏ hộp của các thế hệ trước. Đây thì đây là vỏ hộp của Core i7-9700 thôi, đây là 10700K. Kích thước nó khác nhau nhưng về mặt thiết kế thì nó giống nhau. Các bạn thì các bạn thích cái mẫu hộp nào? Mình thì thấy cái mẫu hộp mới này trông nó đơn giản hơn, thế nhưng mà nó lại kém cái khả năng nhận diện hơn. Mình thì mình thích cổ điển hơn, thích cái dòng hộp này hơn. Có thể là mỗi người một kiểu thôi. Thì là với CPU này, Core i7-10700K thì xung nhịp 2 nhân turbo tối đa có thể đạt được là 5.1GHz, và cùng với đó là 4 nhân 4.8 và 2 nhân 4.7. Tức là về lý thuyết khi các bạn turbo toàn bộ các nhân ấy thì nó sẽ rơi xung nhịp loanh quanh khoảng 4.7GHz. Đây mức xung nhịp rất cao bởi vì đây là một mẫu CPU có 8 nhân và nhiệt độ tối đa mà khi mình sử dụng tản nước nó sẽ rơi vào khoảng độ 63 độ C. Hợp lý đúng không? 63 độ C quá mát rồi. Bây giờ kể cả những ông nào bị ám ảnh về nhiệt độ, nhìn cái mức nhiệt này thôi cũng cảm thấy hoàn toàn ổn. Thì Intel đã có cố gắng để cải thiện vấn đề nhiệt độ trong các dòng CPU trước đây của họ. Ví dụ như kiểu thế hệ 9 ấy thì nó hơi nóng một chút. Tuy nhiên sang đến thế hệ 10 thì Intel đã giải quyết được vấn đề này rồi. Thì tức là các bạn nếu như mà mua các dòng CPU khác, ví dụ như là CPU 10700 thông thường ấy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tản khí cũng được, không vấn đề gì cả. Còn nếu sử dụng dòng K thì chắc chắn là phải tản nước để đảm bảo cho hiệu năng nó được tốt nhất rồi. Khi mình sử dụng, mình chưa ép xung nhá, mình để hoàn toàn bình thường, thì cái mức điện tiêu thụ của CPU này sẽ là 100, rơi khoảng độ 114W và nhiệt độ là 63 độ C. Thì mình sử dụng 1W tản nhiệt nước 360 đến từ Gigabyte. Thì cái mức nhiệt này như mình đã nói rồi, nó rất tốt. Còn khi mà không sử dụng ấy thì nhiệt độ của nó sẽ rơi khoảng độ 27 đến 30 độ C. Hấp dẫn đúng không? Quá thấp rồi còn gì nữa. Một CPU 14 nanomet hơi lâu một chút. Cái này thì có thể là do Intel muốn tận dụng hết cái tiến trình 14 nanomet của họ. Thế nên chắc là thế này vẫn là 14 nanomet rồi. Và khi mình ép xung trên cả cái mẫu bom hệ chủ Z490 Aorus Elite này
thì mình đã thử kéo lên 5.1 GHz thì hoàn toàn ổn, không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả, và mức nhiệt tỏa ra cũng chỉ rơi khoảng độ 80 độ thôi. Và khi mình kéo lên đến 5.3 GHz trên toàn bộ 8 nhân thì nhiệt độ của cái mẫu CPU sẽ đạt 100 độ C. Thì thật ra ấy, mình là ép xung cho các bạn để các bạn biết được là CPU nó như thế nào thôi. Còn đối với những bạn mà không biết ép xung, mua về chỉ sử dụng ấy, thì mình khuyên ấy, không nên kiểu bừa bãi ép xung. Bởi vì nếu các bạn mà không biết cách kéo điện cho CPU thì CPU các bạn sẽ cực kỳ nóng. Nhưng ở đây thì mình làm mẫu cho các bạn để các bạn có thể thấy được thôi. Thì với xung nhịp tối đa mình đã ép xung được lên trên cái mẫu board chủ này 5.3 GHz và tản nhiệt nước 360 all-in-one, nó cũng kéo cho CPU này lên gần 100 độ. Nếu các bạn vẫn muốn OC mẫu CPU 10.700K trên mẫu board máy chủ Z490 Aorus Elite này thì mình khuyên các bạn nên để mức 5.1 toàn bộ nhân thôi. Và khi đấy nhiệt độ của CPU sẽ loanh quanh khoảng 80-90 độ. Mức nhiệt đấy thì hoàn toàn có thể chấp nhận được để các bạn có một hiệu năng nó ấn tượng hơn. Thậm chí nó còn có thể so sánh được với 9900KS ấy. Nó mát hơn đấy, chắc chắn một điều luôn, nó sẽ mát hơn. Hiệu năng chia lý thuyết là vậy, thế còn trải nghiệm thực tế ra sao? Thì mình ở đây sẽ sử dụng đó chính là RAM 16GB. Anh em nhìn thấy 4 thanh RAM mà tại sao chỉ có 16GB? Bởi vì khi các bạn mua RAM của Aorus ấy thì mua 2 tặng 2, nhưng mà 2 thanh được tặng ấy nó chỉ sáng LED thôi, chứ nó không có chip nhớ đâu. Cho nên để ở đây cho nó đầy đặn thôi. Và các đồ họa sẽ là RTX 2070 Super Aorus. Mình xin khẳng định với các bạn luôn, RTX 2070 Super Aorus là một trong những mẫu bộ card đồ họa đẹp nhất, không mẫu nào đẹp hơn đâu. Nhưng mà chẳng qua ở đây là mình thiếu Ryzen để dựng card thôi. Nếu mình dựng lên ấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó đẹp tới cỡ nào. Nhìn như này thôi đã thấy hợp lý rồi, dựng lên nó còn hợp lý hơn nữa. Và mới cái combo này thì mình sẽ chiến các tựa game ở trên độ phân giải Full HD thôi, do mình ở đây mình chưa có màn 2K. Thật ra để mà nói thì vừa nãy mình có test toàn bộ các tựa game và trên độ phân giải Full HD thôi. Về lý thuyết ấy thì khi bạn sở hữu combo này hoàn toàn có thể lựa chọn những cái mẫu màn hình nó xịn xò hơn 2K, 4K để chiến game và làm việc. Thế đây là nhu cầu của mỗi người thôi. Tuy nhiên nếu như những bạn nào đang tìm mua cho bản thân mình những cái mẫu CPU mới, nhiều nhân, nhiều luồng, xung nhịp cao mà mức giá phải chăng thì đây chính là thời điểm tốt nhất để các bạn có thể mua CPU Core i7 10.700K hoặc bất kỳ mẫu CPU thế hệ 10 nào của Intel. Bây giờ nó cực kỳ rẻ và cực kỳ hợp lý rồi. Và đây là cấu hình tham khảo dành cho bạn nào mong muốn. Thì mình sẽ nói lại một lần nữa về phần cấu hình Core i7 10.700K là nhân rồi. Tiếp theo đó là RTX 2070 Super. Mình sử dụng một mẫu tản nhiệt nước All-in-One đến từ Aorus VRAT 360. Và mức giá của mẫu tản nhiệt này cũng khá cao. Tuy nhiên mình thấy nó sẽ là phù hợp đối với những bạn nào thích một sự đồng bộ. RAM cũng đến từ Aorus luôn, thì vỏ cây đều vỏ cây Gigabyte Aorus C300 đấy, logo chim xịn sò mặt trước mặt sau đầy đủ hết. Thì ok, thì đây là một bộ PC để các bạn có thể tham khảo và để chọn mua. Nếu như các bạn thích cái bộ PC này và muốn xây dựng một cấu hình nó giống hệt như này thì có thể click vào đường link mình để ngay dưới phần mô tả video, thì bên mình sẽ tư vấn và xây dựng cấu hình cho các bạn. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.